nằm ở phía nam của vịnh Hạ Long và phía đông của đảo Cát Bà. Vịnh Lan Hạ, Hải Phòng có diện tích hơn 7.000 hecta, nổi bật với vẻ đẹp ngoạn mục của khoảng 400 hòn đảo lớn nhỏ dày đặc, mang nhiều hình thù kỳ thú. Khác với vịnh Hạ Long, tất cả các đảo ở vịnh Lan Hạ đều được phủ đầy cây xanh, cho dù chỉ là những hòn đảo vô cùng nhỏ bé. Vịnh Lan Hạ được đánh giá là một trong những vịnh biển đẹp nhất của Việt Nam. Vịnh Lan Hạ còn được du khách đặt cho một cái tên vô cùng thú vị là nàng tiên cá ngủ quên. Hãy tham gia những thử thách dưới đây dưới tinh thần của một trận đua cuối của hành trình. Và tổng điểm số của các đội ở thời điểm này đó là White House 345 điểm, Khăn Rằng 349 và Nón Lá là 352 điểm. Đầu tiên là thử thách đẹp, những tuyệt tác xứ sở. Ở thử thách này có 3 màu chủ đạo đó là trắng, vàng, xanh biển, cũng chính là màu của trang phục. Và mỗi đội chơi sẽ thể hiện một màu sắc cùng với nhiếp ảnh gia của mình để thực hiện một bộ ảnh poster 5 tấm quảng bá cho du lịch Việt Nam. Trong đó có 3 poster cá nhân khổ dọc và 2 poster cả đội với một khổ dọc và một khổ ngang. Các đội cần phải tự suy nghĩ ra một từ khóa để điền vào cụm từ có tên là Việt Nam tuyệt tác cộng từ khóa, và bộ ảnh phải thể hiện được đúng tinh thần của tên gọi bộ ảnh mà mình đã đặt từ trước. Poster sẽ đánh giá theo 3 tiêu chí sau: thẩm mỹ, tính sáng tạo, tính thống nhất. Và điểm của đội chơi sẽ là tổng điểm của 3 giám khảo, tối đa là 30 điểm và tối thiểu là 24 điểm. Và thời gian thực hiện thử thách của mỗi đội là 30 phút. Có 2 thẻ đặc quyền dành cho đội chiến thắng của tập 9. Đội chiến thắng được trừ 10 phút của một trong 2 đội còn lại trong thử thách đẹp. Và cái thứ hai, đội chiến thắng được lựa chọn thứ tự thực hiện thử thách cho cả 3 đội. Rằng được quay thao giao cho cái vị trí đầu tiên thì Tiên Khăn Rằng cũng đã tìm hiểu rất là nhiều, chốt ra được một cái chủ đề mà nó mang cái tính đánh thẳng vào tâm lý người khác. Việt Nam tôi tới là có kỳ quan. Thôi thấp xuống xíu nha chị My. Ok nhá. Đúng rồi. Ok. Đẹp rồi. Ok đấy. Cái cách mình chọn hình nó cũng sẽ là những cái gì mà nó liên quan, những cái cảnh nhìn vào nó phải có một cái sự hùng vĩ của thiên nhiên. Em nghĩ có tấm đẹp ở đó anh. Ok. Rộng nó xíu đi anh, rộng nó xíu đi. Mà có một cái bộ trắng rất là tinh khôi thì thôi mình bỏ hết accessory ra, mình chỉ có một cái màu trắng tinh khôi hòa mình với thiên nhiên thôi. Thì cái điều đó nó rất là tự nhiên. Du lịch nha. Cười du lịch đúng rồi. Tìm những nó mới hơn nữa, cái góc của mình cũng như là một cái góc nào đó nó lạ và không có ai khai thác. Cho nên cái lý do tại sao chọn cho Kim Duyên một cái góc từ trong ban công nhìn ra, cái ý đồ của Kim Thăng Rằng chính là dù ở một góc mấy nào bạn vẫn có thể nhìn ra được kỳ quan của thế giới. Sự đoàn kết thời gian là cái mà làm cho tụi mình áp lực nhiều nhất. May mắn là ba chị em rất là hiểu ý, rất là trơn tru ngày hôm nay. Ok, nhưng mà vẫn tự nhiên á. Cái frame nó như thế này nè. Frame đang đẹp luôn, frame đẹp luôn. Chơi đi anh. Rất là tâm đắc luôn về mặt bố cục, về mặt diễn xuất và cả background. Ba yếu tố nó quyện lại với nhau và tạo ra một tấm ảnh mà Tiên Khăn Rằng vô cùng thích. Ở đây nếu mà như vậy cái cột á thì trong cái bố cột nó có ok không, hay là vẫn cái cột vẫn ok xa ra một tí để thấy mình tách ra khỏi cái cột nhìn nó sẽ cong hơn. Ngày hôm nay chặng cuối của Việt Nam Why Not rồi, mình chỉ mong muốn một điều, đó chính là cái tinh thần mà mình mang lại nó đúng với tinh thần Việt Nam Why Not, đó là giới thiệu cho cảnh đẹp thiên nhiên Việt Nam đến với bạn bè thế giới và những người yêu du lịch. Diễn đi Linh ơi, đường cong. Cảnh ở Vịnh Lan Hạ ở đâu cũng đẹp, cho nên là cái việc mà trùng lập á nó không quá quan trọng, mà nó thể hiện ở cái concept và cái mood mà tụi mình đem tới. Travel. Bản thân Linh nghĩ đối với thử thách này và trong cái khoảng thời gian mà ban tổ chức đưa ra, nó không thể là đưa ra những cái tấm hình gọi là quá xuất sắc được, nhưng nó sẽ là những cái tấm hình gọi là đầy đủ những cái yếu tố chương trình đưa ra và cần đủ để đẹp. Ok rồi đấy, dạ. Công chưa? Công tiến. Tất cả các thể loại công chưa? Chọn các vị trí trên khoang tàu làm sao để không trùng hợp với những cái đội khác thì nó không phải là một thử thách dễ dàng đâu. Trong thử thách này về thời gian và về sắp xếp là tụi mình có lợi thế. Nếu như mà mình gặp khó khăn thì chắc chắn hai đội còn lại cũng sẽ có rất là nhiều khó khăn. Cho nên cảm thấy lấy đó là an ủi thôi. Bây giờ nè, tấm đầu tiên chị Diễm nhìn máy. Em với Linh không nhìn máy. Chứ không phải là nhìn hết là mới đẹp hả?
Không, mình ba người mà. Ok ok, tụi mình có thống nhất một cái quan điểm, bất cứ một cái sự lựa chọn nào thì đó cũng không phải là ý kiến của một cá nhân, và dù kết quả như thế nào thì tụi mình cũng rất là đồng lòng với nhau trong thử thách này. Chừng chân, coi chừng chân, chân chị ơi. Tất cả những cái gì mà tụi mình có thể chơi trong trận này tụi mình sẽ chơi hết. Và tụi mình sẽ chơi với 200% năng lượng cũng như là sức lực. Ok, đẹp quá mọi người, sẵn có cái thuyền đằng sau luôn á, đang đẹp quá. Tươi tươi lên tí, đúng rồi, đẹp mọi người, ráng nè, ok. Nhưng mà chụp Phong đứng đúng không anh? Đúng rồi. Rồi chụp trước đi. Với lần thi lần này thì team Nắng Lá quyết định chọn chủ đề là Việt Nam tuyệt tác kỳ quan. Ba chị em là những tuyệt tác, còn đứng đằng sau của mình đó chính là kỳ quan. Em qua cái, em qua cái. Đẹp quá mọi người. Đẹp chưa, đẹp chưa? Với chủ đề là Việt Nam tuyệt tác kỳ quan thì ngoài việc tôn vinh lên phong cảnh rất đẹp thì hình ảnh của team Nắng Lá đại diện cho những người phụ nữ cũng là một tuyệt tác rất là đẹp được chính tạo hóa đã dựng nên. Đẹp quá. Đẹp, đẹp, đẹp luôn. Từ layout make up cho đến phụ kiện đều sử dụng hình ảnh của một người nữ thần sẽ hòa quyện những không gian này tạo nên những bức ảnh thật là lộng lẫy và thể hiện hết được những gì đẹp nhất ở Vịnh Lan Hạ. Em muốn thấy đằng sau là cái cảnh. Ok. Em đứng giữa. Rồi, 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 vô, vô, okay, cái phút này okay. Đẹp nè. 20 phút mà chỉ có 5 tấm nên thành ra là cái việc làm mỗi tấm của một thành viên chỉ có 4 phút thôi. Đó là điều khó khăn duy nhất mà team Nắng Lá gặp phải. Okay, đẹp nè. Đẹp quá Thủy ơi. Đẹp quá Thủy ơi. Có gấp gáp chút xíu nhưng mà Thủy hy vọng rằng phần thi của team Nắng Lá sẽ đạt được điểm tuyệt đối. Còn góc mặt nào? Bên này. Ok. Ok mọi người ơi, đẹp rồi đấy. Giống như là hai người cùng là một người á. Ok này, đẹp rồi này mọi người ơi. Cái thuyền nó lại đi đâu tới đâu nữa. Cái thuyền nó chuyển hướng nó. Đang xoay á, đang xoay á. Thuyền xoay nó xoay nữa. Mình vừa phải chạy theo cái hướng của cái thuyền nó xoay liên tục và mình đang đứng, mình thấy cái vịnh này là ở đây nó rất là đẹp. Xong rồi mình chọn góc này thì mình vừa đứng thôi, chưa kịp gì hết thì bắt đầu thuyền lại xoay thì mình phải chạy qua một cái hướng khác. 2 3 Ok ok đấy. Vâng ơi, đứng xích vào ly một tí. Thì hy vọng rằng đây sẽ là một cái bộ ảnh đem đến những cái gì đó nó thật là đẹp, thật là nhiều ngọt ngào để gửi đến khán giả. 1 2 3 ngửa mặt lên. Bà giám khảo chấm điểm cho thử thách đẹp cuối cùng của Việt Nam Why Not đó chính là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ông Hà Văn Siêu, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, được giới mộ điệu thời trang biết đến với cái tên nhà thiết kế của các hoa hậu. Những thiết kế mang tính đẳng cấp và ứng dụng cao của anh luôn được các ngôi sao hàng đầu Việt chọn lựa cho các sự kiện đình đám. Bà giám đốc sáng tạo Hoàng Anh, giám đốc sáng tạo của nhiều tạp chí đẳng cấp của Việt Nam. Vậy đội nào sẽ giành lấy những số điểm quý giá của thử thách đẹp cuối cùng trong hành trình Việt Nam Why Not đi Việt Nam đi? Chúc mừng ba đội đã hoàn thành xuất sắc thử thách đẹp và bây giờ sẽ là điểm số dành cho ba đội. Đội giành được điểm 10 đó chính là đội chính là đội Nón Lá. Theo sau về nhì là đội Khăn Rằng. Và cuối cùng là đội Quay Thao. Thử thách đua ký ức Bạch Đằng Giang. Mỗi đội có 2 thuyền kayak và có nhiệm vụ kết kayak để tạo thành một hệ thuyền kayak. Sau đó, 3 thành viên cùng di chuyển đến điểm tập kết giữa biển. Tại đây, đội chơi giải đáp tối đa 5 câu hỏi để tìm mảnh ghép lịch sử cuối cùng. Đáp án của mỗi câu hỏi là một số có 3 chữ số và sẽ là mã chìa khóa để mở một trong 5 chiếc hộp. Một mảnh ghép của Triệu Trần và một cây bút sẽ được đặt ngẫu nhiên tại 2 trong 5 hộp này. Cùng với các mảnh ghép của các Triệu, Đinh, Tiền Lê, Lý, Hậu Lê, Nguyễn mà đội chơi đã lấy ở các thử thách trước, không cần phải mở hết cả 5 rương. Đội chơi chỉ cần mở được 2 rương có mảnh ghép Triệu Trần và cây bút, sau đó trở về bờ giao cho người kiểm định đáp án. Ok, bắt đầu thôi. 3, 2, 1. Xong, đi chọn trước. Rồi, mới chọn đi. Bà Lam chọn cái nào vậy? Em vàng nó vô đây luôn. Đây nè. Duy, em rằng sai chỗ rồi, chỗ này nè. Đây, đúng nè. Vâng, vâng, khiêng cái tàu sẽ ra cho chị một xíu. Khi mà bắt đầu cuộc thi thì cả 3 thành viên trong team Nắng Lá rất là bình tĩnh và xử lý và cột rất là lẹ và rất là chắc. Phụng Châu đi, Phụng Châu chị xử lý cái này cho. Thực ra đây là lần đầu tiên mà Châu được trải nghiệm cái cảm giác đua thuyền. Nhưng mà lại ác nghiệt hơn là mình phải ghép thuyền. Phải ghép 2 chiếc lại thành 1 và phải đảm bảo cho cái việc mình chèo nó không có bị bung ra và càng chèo phải càng nhanh nữa. Lỏng, Duyên ơi, chặt tay lên. Em cột tùm lum rồi, Duyên, em cột phải có phương khác. Ừ, chặt tay lên. Em ngồi bên nha. Cờ bên nào? Ai thuận tay trái?
Em chắc lắm. Em thuộc ở trái một bên đó đi. Để đi. Cũng hơi lo tại vì không biết là hai cái chiếc cây giác nó có bị rã ra không, bởi vì mình cột có đúng hay không. Em phải thủy một bên đi. Em không, em phải ngồi chung với Vân hoặc là chị ngồi chung với Vân. Đẩy ra chị, đẩy ra. Diễm ở trong lên ơi. 1, 2, 3. Em chèo bánh phởi. Lột, thả. Đứng chèo, hai đứa đứng chèo. Khi mà chèo kayak được cái cảm giác cũng rất là lạ. Nó khác với cái việc mà chèo thuyền ở trên bình hay là chèo thuyền sấp rồi cái tập đầu tiên mà mình tham gia. Hai đứa chèo mạnh bánh phởi. Khi lên thuyền á, cả Châu và chị Diễm phối hợp với nhau rất là ăn ý, cả còn Linh nữa. Thì khi mà ngồi phía sau á, thì Linh sẽ hỗ trợ cho Châu và chị Diễm, giống như kiểu là bên nào mà chèo yếu thì Linh sẽ hỗ trợ phần đó. Tại vì do là cả ba thành viên thì cũng không có cái kỹ năng về chèo, rồi trong cái lúc mà chèo rồi cũng bị lộn, rồi va chạm những cái cây chèo với nhau, cho nên là cũng rất là khó khăn để mà có thể đến được cái hòn đảo. Chị. Chơi đi. Oh my god. Được 5 cái chiếc rương đó, phải công nhận là mình cảm thấy vô cùng hoang mang. Thứ tự là từ số đầu tiên, số 2, số 3 hả? Tâm câu hỏi quá khó. Mình không nghĩ khó gì luôn. Là cái này. Okay. Cái hộp này. Ok. Nè, ủa, như này sao biết là chữ ta? Ủa, chữ không biết là số ta? Trời ơi, ngu ghê vậy đó. Những cái câu đố hỏi XYZ rồi hỏi rất là lung tung, rồi hỏi là cái điểm đến nào, rất là nhiều hành trình và có cái con số nó đổi ngược lại và nhân cho 3 rồi cộng trừ nhân chia, rồi có những cái hỏi mà mình lật ngược hết chữ lại, nó làm mình bị rối. Giải tán luôn. Trong 5 hộp chỉ có 2 hộp có một cặp bản ghép và một cái vật phẩm, thì cái hộp khó nhất là cái hộp giải toán. Là Hoàng My đem cái hộp đó ra một góc ngồi, và bởi vì chắc chắn 1000% trong đó có bánh ghép, phần còn lại là Yến, là Duyên, là Lo, dạ những cái còn lại. Tầng 2 ở Cần Thơ, buổi sáng mình hết. Châu chọn giải một hộp, chị Diễm và Linh sẽ giải một phía. Châu, cái bài này là bài toán rồi Châu. Diễm sẽ là người nghiên cứu và thử cái việc giải quyết cái vấn đề đó như thế nào, và Linh sẽ là hỗ trợ Diễm trong cái việc là ghi nhớ là những con số và làm cái phép tính là cộng trừ nhân chia. Trời ơi, tôi hận chương trình quá. Y Z tí tèo 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 gì mà tới tận 89 dữ kiện. Chị Diễm bao nhiêu tuổi ta? 87 hả? 87. 33. Thủy bao nhiêu Thủy? Thủy nhiêu tuổi? 92. 28. 28. Mà mình lại không có giấy bút, mình không có gì, mình chỉ viết lên danh cát. Thì tổng cộng cũng đập đúng không? Đúng rồi. Tổng cộng đập là 9 lần 5 4 có 1 cặp đúng không? Chứ là 45, 45 trừ là 1 là 44 hoặc 17, 44 chứ. Còn có 14, 74, 78. Giải phương trình trên cát, mà trên cát thì nó thiệt luôn, ngồi dễ không muốn cùng mình nhìn lại, không biết viết được cái con số gì trên đó. Hồi nãy là cái kia mình bao nhiêu ta? Sao mình đứng chờ cái làm gì? Tụi mình cứ lay hoay mãi nhưng mà không có giải được một cái hộp nào hết trơn á. 87, 86, sau 15 năm rồi. 87. Để Yến làm cho Duyên. Duyên đem ngăn ngâm nước luôn. Yến biết được là thế mạnh mỗi người một cái nào, và Yến nghĩ là mình nên tập trung vô một cái hộp khó nhất. 9. Giải ngáo luôn, nhưng mà lúc mà mở ra không có gì hết. X bằng 8, Y bằng 28. Chị không biết tại vì nó kêu một con. Có rồi, chị biết. Rồi, cấp với chị cấp. 32 trừ 9 là 21. Bị xui có một cái là bài toán cuối cùng là cái bài toán XYZ, là một cái bài toán mà Vân nghĩ chắc là bài toán để đời. Từ. Thực sự bất lực, chỉ muốn bơi vào bờ luôn thôi, bởi vì kiểu mọi thứ nó rối tung rối mù lên hết. Nè, Yến mới nói đúng rồi. Chính tập đầu tiên nghĩa là tất cả các đội thử thách, cho nên là 9 × 4 = 36. Đúng rồi. Mình cũng luôn cả thử thách độc mà. Ừ, vậy là bao nhiêu? 5 thử thách lượng. Đà Lạt xong rồi tới Ninh Bình. Không. Bé Châu đừng tính vậy. Châu, đừng tính vậy. Em đã tính tổng 4. Em đừng tính vậy, đâu mà tính nhanh. Chắc có 2 tập còn, 2 tập 4 rồi đó. Trừ lại 45, trừ cho 2 là 43, 17, 43. Xong rồi Châu đếm, Châu đếm xong rồi không ra, xong rồi mới quyết định là thôi bây giờ mình bỏ, mình quay qua mình hỗ trợ chị Diễm với Linh. Không gỡ được ạ.
hộp này. Không gỡ được ạ. À. Cầm luôn cái hộp này. Đi. Cái em biết rồi, cầm biết rồi. Mình rất là thích những cái thử thách mà liên quan đến cái việc là động não và suy nghĩ ấy. Và khi mà não bộ của mình nó bắt đầu vào cái guồng xoay ấy, thì mọi thứ nó được giải quyết rất là gọn gàng. Mặc dù Tiên khăng rằng là giải xong và đẩy thuyền ra trước, tuy nhiên cái việc chèo chịu thua hoàn toàn, bái phục, xuất sắc. Đội của mình đã rút kinh nghiệm được cái lần mà đi ra đảo, thì thực ra đây là một cái chiêu ngồi ba người, nhưng nếu ba người cùng chèo một lúc thì thuyền nó sẽ chậm hơn và sẽ có khả năng là bị hơi mất lái. Họ chèo một cách rất thẳng băng đi luôn, mình còn bị rối và mình dở cái là mình không bình tĩnh, Tụi mình chèo rất là nhanh và rất là đúng hướng để đến được điểm đích. Nhìn qua thao về trước mà cảm thấy là lòng ứa nước mắt. Lòng ứa nước mắt luôn ấy, kiểu giống như là chiến thắng ở đó luôn nhưng mà dâng cho người khác luôn. Là 224 đúng không? 16. Ok. Được rồi. Tiếp. Thì mở ra được thì tìm được cái mảnh ghép. Lấy cái mí của mình đi. Con mắt đã biết. Thử thách đâu? Thử thách độc những anh hùng dân tộc. Đây là một thử thách độc đặc biệt. Đội duy nhất trả lời đúng và nhanh nhất sẽ ghi được 5 điểm. Các đội đã thu thập đủ bộ mảnh ghép lịch sử và nhận thêm một đèn tín hiệu. Đội chơi sẽ ghép các mảnh này để ra được một bản hướng dẫn để giải ra 14 anh hùng dân tộc xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Đội chơi phải tìm đúng tên anh hùng và sắp xếp đúng các nhân vật theo trình tự thời gian từ xưa đến nay. Trong trường hợp nếu vua và tướng thuộc cùng một giai đoạn thì vua sẽ được sắp xếp trước tướng. Chấp nhận tên thật hoặc cách thường gọi của anh hùng dân tộc, đội chơi chốt đáp án sai sẽ bị phạt 2 phút, không được trả lời trong 2 phút này. 5 điểm đó. Như đã nói trước đó, ở tập này thì tụi mình sẽ luôn chiến đấu với 1000% cố gắng. À, cái bút bút này, Tiền Lê là ai? Tiền Lê là ai? Lê Hoàng thì là 4 này. Đinh Tiên Hoàng rồi tới Lê Hoàng liền mà. Lê Hoàng là 3. Lê Hoàng là 3. Tiền Lê. Lê Hoàng. Hai nữ thủ lĩnh là Bà Trưng, Bà Triệu. Không, hai Bà Trưng. Bình Ngô, Đại Cao, của Nguyễn Trãi. 938 là Ngô Quyện. Lấy thường kiệt sau hai Bà Trưng, Bà Trẻ. Của Tô là của Tô Phương à. Trần Quốc Tuấn à, Trần Quốc Tuấn. Ngô Quyền 938 mà bé. Sau đó là Đinh Tiên Hoàng. Lý Thường Kiệt. Không phải, Lý Thường Kiệt trước Ngô Quyền. Lý Thường Kiệt sau Ngô Quyền. Lý Thường Kiệt là tướng đời nào Trần Nhân Tông. Chưa không? Chưa. 10 là gì nữa? 10 tháng 10 là năm 2010. Thăng Long Phật. Thành Thiên Đạo 6. Nhưng mà em đang thắc mắc là Bình Minh Phương. Chút. Rất là sợ, tại vì bên đội Quang Thao có chị Diễm rất là giỏi. Đúng. Nếu mà Thủy thấy ai thắng rồi là Thủy không thi nữa. Cũng không muốn là hoàn thành cái phần thi của mình. 14 người rồi mà. Ủa? Thôi không làm gì tiếp trong 2 phút. Mình nghe đại khéo là của ai ta? Thách này rất là khó, bởi vì ví dụ như một đời nhà Nguyễn, một đời nhà Trần hay là một đời nhà Lê thì nhiều khi mình còn nắm được một chút. Nhưng mà cả một cái sơ lược, một cái chiều dài lịch sử bao nhiêu đời của Việt Nam mình thì thật sự là rất là nhiều luôn. Quên mất là 14 thay vì 10. Nè, tại vì còn những vụ kiện ngang này mình chưa giải nè, mọi người thấy không? Như nữ gì? Là anh Hoàng Hồ Bài Hồ. Đây là Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt là trước thời Đinh Tiên Hoàng. Thủy Thao còn 5, 4, 3, 2, 1, tiếp tục. Lê Hậu Lê. Tim nón lá cũng không có mong chờ thử thách này bởi vì nó quá khó cho cả ba chị em. Ok, bỏ má đi, nghĩ cái khác đi. Mình biết cái câu chuyện đó nhưng khi mình sắp lại theo thời gian á thì mình lại bị mơ hồ. 5 tháng này nọ nó cứ lẫn lộn với nhau, mình không biết được. Tiếp sau nhà biết là nhà anh ấy thì có một cái túi lật đổ. Lịch sử Việt Nam từ thời lịch sử tiền sử cho tới thời cách mạng.
câu này là của ai? Lý Trung Thiệt muốn xin là không lý Trung Thiệt là giữ Đặng Hành khen thủ bài hương là câu thơ trong bài thơ nào? Tướng thế kỷ 13 là ai? 13 là một năm 1300 bao nhiêu? Đó, Bình Định Vương là Quang Trung nha. Với cái thử thách lần này thì team nó nghĩ là phần chắc sẽ là thiên về team Khăn Rằng, bởi vì có chị My. Chị My là đọc sách rất là nhiều và chị My rất là giỏi sử. Bắc Minh Phương là thời Nhân Nguyễn. Sợ. Trước thời Nhân Nguyễn là nhà Sợ. Tại Sợ. Bắt đúng rồi. Còn tướng thế kỷ thứ 13 đúng không? Mình không cần Bình Định Vương là được rồi. Em có Bình Định Vương rồi mà. Em chỉ gặp Bình Nghe một tí thôi. Từ từ chị ơi. Nghĩ đặng hình thơ tụi bạn luôn là. Mà cái Bình Nghe là ngáo của ai? Không, cái năm bước sơn hạ của Lý Thường Kiệt. Cái này năm bước sơn hạ là của Lý Thái Tổ. Tại sao người ta không có làm rộng năm bước sơn hạ đó. Lý Thường Kiệt. Bình Vương này không phải là Bình Định Vương không phải là chân thủ. Làm sao? Chốt à, tụi em chốt cho sang cho vui thôi, không có gì hết. Sai từ số 3. Đâu phải là cái thử thách này nó đơn giản đâu, phải mình muốn xếp xong mình xếp, mình phải xếp đúng thứ tự. Và từng đời một, đôi khi có những đời, đôi khi cái chữ cũng hơi khác nhau có tí xíu à. Số 9. Trước Trần Hưng Đạo, vua là Trần Nhân Tông. Không có gợi ý nữa nha, hết là thì thôi. Em nói là năm nữa không gợi ý nữa nha, gợi ý là đập bàn nghỉ á. Như vậy mà còn kẹt cái tiền lý thôi, tiền lý có phải là lý bí không? Chị ơi, em nghĩ là Lê Lợi trước rồi mới tới Nguyễn Trãi. Lý Bí trước Trang Trác Văn Nghệ đúng không? Hay là Lý Bí sau Trang Trác Văn Nghệ? Em nghĩ là sau Trang Trác Văn Nghệ. 5, 4, 3, 2, 1, đi nha, xong nha. Rồi chốt. Hả? Em đã nói chị chốt luôn, em không biết gì luôn. Chốt. Chốt, người này chốt, team này chốt là team kia kiểu đứng team. Trời, kinh khủng lắm. Mỗi lần chốt như là một cơn đau tim. Về đi anh ơi. Anh này. Về đi phạt 2 phút. 12. Phạt. Lý Thường Kiệt, Trần Anh Tông, Trần Hưng Đạo. Đúng chưa? Em nhớ là Lý Thường Kiệt là tướng hỗ trợ vua Trần Nhân Tông. Sợ, tay sợ rồi làm sợ. Trần Anh Tông mình là dự kiện nào vậy chị? Phật Hoàng là vị vua đầu tiên của nhà Trần sau khi thoái vị và sáng lập nhà Trúc Lâm. Phật Hoàng không phải là vua đầu tiên. 5, 4, 3, 2, 1. Chúc đại. Chúc đại thì mệt lắm rồi. Chốt. Kèo này em đặt cho team Khăn Rằng nha. Giờ mồ ăn mấy em chị cá? Giờ Nguyễn sổ đỏ chơi không? Chơi. Chị đánh quề nha. Mong không ai thắng nha. Ừ thì đó. Phạt. Chưa đủ. Giờ Khăn Rằng và 2 phút. Vậy là Nguyễn Trãi trước Quang Trung. Ban đầu là mình lộn Quang Trung trước còn Nguyễn Trãi sau. À. Sau đó thì sau thì khi mà bị sai quá nhiều lần mình quyết định là đổi là Nguyễn Trãi rồi Quang Trung sau. Còn 5, okay. 1, 2, chị nhớ tên mình 2, 1, hết giờ phạt. Về trình tự thời gian là tụi mình đã thách thức đúng trình tự thời gian. Nhưng mà với hai cái đáp án Bắc Bình Vương, 13, Bình Bình Vương. Dạ, tụi mình lại không có nghĩ ra được cái tên nào là phù hợp. Chốt đi. Chốt. Thẳng. Game này mà em còn vui hơn đó là em thắng giải hậu môn nữa. Trời ơi mày ơi. Mày lấy lại những gì đã mất có luôn, những gì phải có. Thử thách đố có tựa là lời thì thầm của bức tranh. Lời thì thầm của bức tranh thôi. Rồi, ok, tính giờ bắt đầu. Hả? Ủa, y nhanh vậy? Rồi sao, 16 có chơi thì chỉ nào đâu? Bộ sưu tập tranh quý của họa sĩ Phạm Lực được trưng bày trong các không gian của du thuyền. Mỗi bức tranh gốc sẽ được chia thành 5 hàng, 5 cột, tổng cộng là 25 mảnh. Sau đó, một trong 25 mảnh này sẽ được sử dụng làm manh mối. Mỗi manh mối sẽ ứng với một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh. Sau khi tìm được các chữ cái, đội chơi tiến hành ghép các chữ cái theo màu viền của manh mối để tạo ra từ có nghĩa. Các manh mối có cùng màu viền sẽ thuộc cùng một từ. Quy luật tiếng Việt được sử dụng là bản mã TELES AA bằng ớ, OW bằng ơ. Khi đã ghép 4 từ lại với nhau được một cụm từ có nghĩa, đội chơi có thể quay trở lại vị trí xuất phát để báo đáp án. Trả lời đáp án đúng và nhanh nhất, nhì, ba, đội chơi sẽ lần lượt ghi được 20, 18 và 16 điểm. Chị nói là để chị tìm, tại vì chị nhận ra các bức tranh cũng khá là nhanh và chị cần Linh là check note lại và một người là để đoán là cái chữ đó. Nhưng mà chưa nói xong là các bạn đã chạy đi hết rồi. Đợi một cái bút thôi mọi người ơi.
chưa có giấy luôn. Không có gì hết á. Cảm ơn em. Khi mà vào thử thách tinh thần của đội nóng lá không được gọi là khả quan cho lắm. Ai cũng gọi là siêu lòng hết rồi, gọi là nhùng trí á mọi người. Chỉ là mong cho thử thách nó qua qua mau thôi. Bắt đầu cuộc chơi cái thì Yến và Dương lao ra nhìn Chanh á, thì lúc đó mình cộng cuộn vì vẻ ô đó. Tại vì mình nghĩ là nếu như mà mình có thể điền vô là mình có thể đoán chữ. Tại vì đây á không cần thiết phải đi tìm hết tất cả các chữ mà mình sẽ đoán được nếu như mình có những cái từ khi. Vuông. Đây 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 đây. Đỏ xanh không cái phía mảnh trắng. Chị thấy rồi, nó là cái bức vị trí này. Hả? Thấy chưa? Rồi ok đi. Cái này là xanh. Em xuống dưới trước đi. Đây đúng rồi người. Đây đây bút mang theo rồi nghe. Đây 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 đây, hai chữ O là ô. Rồi đó là này chữ X màu vàng ha. Mặc dù nhùng trí nhưng mà tất cả đều phải cố gắng vượt qua cái thử thách này. À, cái này chỗ này chỗ này chỗ này. Đây. Cái này là chữ U. Yến ơi, Yến, Yến. À đúng rồi, nó đó. Cái nhà, cái nhà, cái nhà. F màu xanh, màu xanh. Màu xanh. Xanh dương. Dương. Đâu, để chị coi lại. Ô thứ hai cũng đi. Đi vô, đi vô, đi vô. Cái game này thắng á là một là mình phải tìm nhanh, hai là mình phải sắp xếp được cái câu này nó rất là nhanh và mình đoán câu. Ê, Yến ơi, N sao sao N đúng rồi. Đi 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 đi. Mây. Đưa bàn tay, bàn tay. Màu gì? Màu đỏ, u đỏ. Đây 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 các em, có một vị trí nè. Nó là màu gì? Màu gì? Màu gì? Xanh dương. Rồi, ok. Ly ơi, Ly. À, Thủy, Thủy, khúc này là lường Thủy. Chữ gì? Xanh lá. Chữ G hả? Em bị chữ H á. 1, 2, 3, 4 5 chữ G. Mỗi cái mảnh ghép á, không phải chỉ đơn giản là chỉ là cái mảnh ghép nó nối thành một cụm từ gồm có 4 chữ bình thường mà phải có dấu. Đây, gương mặt bàn tay. Thì cái này không có đâu mọi người. Nhưng mà các em phải... Châu ơi, Châu em. Châu, Châu, nè. Kiểm tra, lộn, kiểm tra giúp chị chính xác là màu nào của màu nào. Cứ nghĩ là em sẽ tìm phụ và tụi mình rồi phân bố cục và chị sẽ tổng kết luôn. Chứ em không biết là chị cần một người khác để tổng hợp. Tại vì tụi mình phân công công việc không rõ thôi. Lúc là ban đầu cái nhiệm vụ của mọi người không rõ thì mình không có follow theo vấn đề. Cái vấn đề là chị đã gathering mọi người lại với nhau và chị đã nói với mọi người rồi. Nhưng mà khi mà chị vừa nói xong á là các bạn chạy đi. Chị Diễm, chị Diễm. Ơi. Đúng. Right here, right here. Đây đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok, ok. Yến, 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 Yến. Mình thấy rồi, mình thấy rồi, Yến ơi. Chữ T. Chữ S. Chữ T màu vàng, chữ T màu vàng. Phải nó không? Phải. Ê, cái này, chỗ này, chỗ này, chỗ này. Ờ, đúng. Giờ là... Đúng rồi, cái đúng này, rồi. Cái đúng này. Rồi. Màu vàng đúng không? Giờ là H đúng không? Hả? Nè, hay hình chữ nhật nha. Những cái tấm hình quá nhỏ và mình không biết cái màu nó vệt màu nó đâu. Tại vì ở đây nó màu sắc nó lung tung hết. Bị khó khăn khúc đó. Chơi chị tí, chơi chị tí. Nè. Màu vàng. Màu gì em? Ê! Em sẽ là từ lông. Gờ xanh lá, xanh lá, xanh lá. Biết được đó, biết được. Chữ G hả? Chữ G. Ông vua. T-H. Y. T-H cái gì đó, Y. Quay lại. Chốt. Đi, chạy. Cái bài học rất lớn cho Tim Khăn rằng về cái việc chốt và dùng lúc nào để chốt. Lúc đó là thất bại, mình mới ngồi lại và mình nói chuyện với nhau là mình phải làm như thế nào, chiến lược như thế nào cho nó tốt. Còn cái nào? Còn cái ly vàng nè, thấy rồi. Nên màu xanh lá. Ê chị chơi nè. Không. Đúng không? S T T. Thì nó không có cái gì hết trơn vậy. Nè, SHT là không có gì hết trơn. Mô Thủy cùng với Khánh Vân là đảm nhận phần nhiệm vụ là đi tìm những mảnh ghép. Còn Ly sẽ là như kiểu kế toán ở lại để có thể kết lại những cái dòng chữ đó thành cái từ khóa. 5, 4, 3, 2, 1. Ây da, coi chừng đẹp, coi chừng. Từ, chị ơi, có sao không chị? Không sao. Phải đắp. Ông vua tàu. Đúng rồi, trời ơi. Đi chạy xuống. Ông vua U Thủy. My là một cái người có cái nhớ sâu nhưng mà hành động rất là chậm. Và Hoàng Yến thì lại rất là nhanh trí. Và em Duyên thì là cái người hay quan sát. Khi mà My với Duyên với Yến làm thành một cái đội thì tự nhiên nó có một cái sự hòa hợp ở trong đó. Nó giống như là 10 người ngón tay đang vào nhau. Rất là thô. Ok, chốt.
Trời, nón lá chốt đá máng là ông vua tàu thủy. Cũng may mắn là kiểu mình có để ý quan sát trên tàu này có hai bức tượng rất là lớn về ông vua tàu thủy và Thái Bưởi. Và đó cũng là lý do mà giúp đỡ cho team nón lá có thể thực hiện được phần thi thử thách lần này. Xanh dương có mấy vậy? Xanh dương có 4. 3 nè, 4 nè, 4 nè, xanh dương còn 4 nữa đúng không? HSI đúng không? HSI. Nói mấy chữ lại thôi. Đúng. Tại vì chị diễn xong chị rối á. Xong chị sẽ sao không... em cứ nói chị bị rối nè? Không, ý là chị không hiểu. Ý là khi mà chị rối thì chị sẽ hay nhanh. Không phải. Ý là mỗi hai tụi em sẽ tìm. Xong rồi đưa về chị, xong chị ghép nhanh thôi. Em mọi người rồi nè. Rồi, chốt. Đáp án cuối cùng của team White House là ông vua tàu thủy. Kết quả nó vậy thì thôi, không sao, có gì đâu. Thì đâu có ai nói có gì vâng, đâu. Thì đó thì em đâu nói cái gì đâu. Em vừa nói có gì đâu. Em đã nói là thì bây giờ mình không có làm tốt cái nhiệm vụ. Rồi thôi, không có gì đâu. Nhận. Ừ. Em nói thì là thôi, không có gì đâu. Bình minh tuyệt đẹp trên vịnh Lan Hạ đang đến và thử thách cuối cùng của Việt Nam Why Not đi Việt Nam đi sắp chuẩn bị diễn ra. Đội nào sẽ bứt phá lỗi ngược dòng để giành lấy ngôi vị quán quân mùa đầu tiên? Wow! Và đây là thử thách cuối cùng, thử thách đua với tên gọi Đi Việt Nam Đi. Đội chơi sẽ chia ra 3 thành viên tham gia 3 thử thách nhỏ song song. Thành viên X và Y thực hiện game vận động, leo trên bon tàu để lấy tất cả 4 mảnh ghép tạo nên bản đồ Việt Nam. Thành viên Z sẽ ở một khu vực riêng và phải ghi nhớ một dãy các thông tin bằng âm thanh có liên quan đến 53 đường bay nội địa khứ hồi của hãng hàng không Vietjet, là hãng hàng không có mạng lưới đường bay phủ khắp Việt Nam với hàng trăm chuyến bay mỗi ngày. Sau khi cả 3 thành viên thực hiện xong thử thách nhỏ của mình, các đội sẽ gặp lại nhau dựa trên các thông tin đã ghi nhớ. Hoàn thành đáp án, đội chơi có thể dừng thời gian để kiểm định đáp án. Nếu đúng, đội chơi được công nhận và hoàn thành thử thách. Nếu sai, đội chơi bị phạt 3 phút. Đội chơi có tổng thời gian hoàn thành thử thách, không tính thời gian kiểm định đáp án, ngắn nhất, nhì, ba sẽ ghi được lần lượt là 30, 27 và 24 điểm. Anh tù tì ra cái gì, ra cái này. Ra cái gì, ra cái này. Giờ mình đi đó, cho tụi em đi. Đi giữa. Cụ xì thôi. Giữa. Tụi em đi giữa. Rồi. Giữa, ok, đi giữa. Thì tùy em à. Đầu mình đi. Rồi, ok. Team nắng lá sẽ chọn là Mâu Thủy với Khánh Vân sẽ là leo, còn Ly sẽ là giải. Còn ở bên team của White House thì sau khi mà về Sài Gòn thì sức khỏe của Linh rất tốt, cho nên là Linh quyết định sẽ là người ở lại. Ủa, đã ghê luôn á. Và Diễm với Châu sẽ là người thực hiện thử thách vận động leo. Hai chị em mình sẽ leo à? Hoàng Yến với Hoàng Minh sẽ leo và Duyên là một đứa bé rất là thông minh, cho nên là cho ở lại nghe. Nhớ trí nhớ siêu phàm, siêu cái tự gì. Thực ra đến với thử thách cuối cùng thì tụi mình đều chuẩn bị tinh thần rằng đây không phải là một thử thách dễ dàng chút nào đâu. Bởi vì những cái thử thách trước đó đều là những thử thách rất là khó nhằn. Đây là những gợi ý dành cho bạn. Thành phố Hồ Chí Minh có sân bay với nhiều đường bay nhất, 16 đường bay. Trong cái đề này với phần thể lực thì Diễm đánh giá là không phải là quá khó. Cái bậc cầu thang nó rất cao và một cái thò chân nó sẽ rất là khó. Mọi người chú ý nha, em nha. Chu Lai, Đồng Hới, Huế và Tuy Hòa có 2 đường bay. Bắt đầu cảm thấy hơi sợ và hơi hoang mang, cho nên cái việc xuất phát của mình nó hơi bị khó khăn một xíu. Khi mà mình bình tâm được cái tâm trạng của mình tự trấn an được mình rồi á, thì lúc đó mình khi mà mình thả được cái bước đầu tiên xuống thì mình đi rất là dễ. Cho thêm Cam Danh không bay Phú Quốc, Cần Thơ không bay Buôn Ma Thuột, Vinh không bay Hải Phòng. Như ban đầu là hai cái cầu thang này nó khác nhau, thì Châu lúc đầu Châu định trong đầu là Châu sẽ là người leo cái bậc thang dài hơn bởi vì cái lợi thế về hình thể. Nhưng mà Châu với chị Diệm vẫn không bay lộn vị trí. Hải Phòng và Vinh lần lượt có 9 và 8 đường bay. Mình nghe khoảng 2 lần là mình không nghe nữa và mình bắt đầu sắp xếp lại từng cái địa danh và từng cái số trong đầu của mình. Ráng lên Châu, Châu ráng lên em. Vậy là tụi em sắp láp ráp rồi, đề nghị là Vân di chuyển ra vị trí khác ạ. À. Em Vân di chuyển ra vị trí khác ạ. À. Em
em làm được chưa, em làm được chưa, em làm được chưa? Rồi, vô em, vô em. Em ra, em ra, em ra. Nhiệm vụ của các bạn là bẻ ra 53 đường bay của em ghi cái này trước đi. Đường bay mượn điện khứ hồi của Việt Nam. Mình không có đánh theo địa danh mà mình đánh theo cái số. Đứa bạn nào mảnh em, một mảnh nữa, một mảnh nữa. Không, bây giờ... Chị em sợ em quên hả? Tụi mình cũng đã hơi bị bối rối trong cái việc có một cái thứ tự sắp xếp để cho nó phù hợp hơn. Mọi người cũng biết anh Thủy hay sợ độ cao, cho nên là khi mà mình đi xuống á thì cũng hơi hoang mang chút xíu thôi. Ok. Rồi. Rồi thì em có tùy hoàn thôi. Cảm giác mà tự nhiên người mình ở đây mà ở đằng sau mình là biển á, mình rất sợ ghê lắm. Đạt có 6 đường bay, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc có 5 đường bay, Pleiku và Thanh Hóa có 4 đường bay. Nội chỉ còn 12 đường bay thôi. Tiếp theo nữa cái thứ 8 là gì? Cái nhỏ hơn. 13 trùng với Sài Gòn 1 rồi. Nó là 1 rồi, Sài Gòn, Hà Nội, Hà Nội, Sài Gòn là 1 rồi. Đã bắt đầu điên lên rồi. Tiếp đi em, tiếp đi, tiếp đi. Hải Phòng 9 đường. Hải Phòng 9 đường đúng không? Cao quá. Chỉ cầm 2 miếng ghép thôi, cũng không biết là 2 miếng ghép nó có ý nghĩa gì. Từ cái thang này tới cái thang kia nó là như vậy nha. Cũng may được cái, bây giờ mình mới thấy chân dài có lợi ích đó. Sân bay lớn thường khai thác đến nhiều điểm đến nhỏ. Ngược lại sân bay nhỏ thường ưu tiên khai thác đường bay đến các điểm đến lớn. Ở dưới mình là nước mà mình không biết bơi đâu, bơi cũng giỏi đâu, nên là bị tâm lý cũng hơi sợ. Trong miếng ghép đó có ghi là Vietjet Air thì tôi nghĩ rằng chắc là đường bay, đường bay, chuyến bay này nọ gì đó. Bắt đầu mới ngồi suy nghĩ và đợi Khánh Vân lên.